Nếp sống biết thờ phượng Chúa. Nào dân đi mà sợ Chúa đấy. Hay sao nào con non hay con non nào đi. Một khi nào kìa mà anh thì làm mặt dân giờ là đời sống. Như là bình thường cái từ rất là đơn giản là đời sống biết thờ phượng Chúa. Nhưng mà nếp sống là cách sống. Nào đi chị. Nào đi chị nào đi. Nào đi này chị nào đi. Hay là đi. Nào đi kích dương ra quài ra tức là nếp sống, nếp sống tức là cái nếp người đó, nếp sống tức là bằng chỉ đi lên. Nào đi chỉ một bụng hay là đi lên. Nào đi kích dương ra quài ra nên anh em vui hay sao nào đi nên ai là ông nào hay ô em mà là lạc em tâm nghiêm nào mẹ dương ra mà quài ra có nào hành tập nghiêm ra đuối chỉ đi vui bó ngờ chạp đỡ chỉ đi bó tập nên mà quài ra bước xong cặp này đúng chi như vậy cũng là thờ phượng Chúa. Nhưng mà cái nếp thờ phượng Chúa là nếp sống chúng ta thờ phượng Chúa đó thì chúng ta sẽ thấy như thế nào. Mong hai kia mà kíp nào đi kíp dương ra mặc hoàng ra chiến nào đi sẽ là bằng chú lên chia lên để nấy lên ấp phùng hè phùng chót nà ra ứ họ có thể đến nhà thờ được phùng nào đi thân băng thì thật nguyên ra dương ra hoặc lại nhà đó họ biết thờ phượng Chúa nhưng nếp sống trong thế giới thờ phượng và nếp sống hàng ngày họ như thế nào. Không những chúng ta đến hội thánh và thờ phượng Chúa nhưng mà nếp sống chúng ta hàng ngày như thế nào trước mặt Đức Chúa Trời. Thì nào đi hay được phùng nào đi một con ông nào đi là chú là dương bác là dương ôi kẹp âm trong bút bừng ngơi đi chiên tầm nhìn ra ai tầm bụi chân môn tập chân ngoài môn tập ra môn này cũng kẹp một con ông này dương ôi nào đi tức là nếp sống chúng ta không phải là nếp sống ở trong nhà thờ này chỉ biết im lặng trong hai tiếng đồng hồ nhưng mà nếp sống hàng ngày đó là nếp sống thờ phượng chúng ta cũng như ở trong nhà thờ mà mỗi ngày trong đời sống. Cái áp na anh hay kiếp nào đi chi thế mặc rành ra. Hãy cho nhầm chừng. Ngày thơ là. Ok, khi sẽ đẹp luôn. Ok, ăn cái này. Cứ ngoái ba cái hệ sánh, mơ mặt nhà lá. Rí kiếp dương rách mặc rành ra. Này như chị đang hãy kết ôm. Thế nào là sống biết thờ phượng Chúa? Má mặt nhà là lý kích dương bác mặt hoàng ra. Hãy cái chi lực của nào lý kích dương bác mặt hoàng ra. Má của nhà là dương bác. Má của nhà là lý kích dương bác mặt hoàng ra. Hè chìm chung bố là tầm em má mà chìm. Lẹ ngô trẻ sinh ra tầm nghiệp ra ăn. Má mà chìm tầm tròn chức mà bè ở đi khắp bay chiến phung brand đủ mâm hè khắp bay chiến phung brand đủ sạch phung brand đủ sạch chiến phung mắm bơ tái mồi chiến phung dừa mịch lạc ăn mặc lành brand mình hè chiến phung bol brand đủ sạch hạt lạc ên đằng này sạch em đã làm rồi. Một con ông hay chìm thùm bồn thùm làm được sạch tiêu là sạch cái này chìm thùm quét chìm thùm hay là bằng lẽ cho mặc là anh làm thùm làm được sạch chìm hay chìm thùm bồn hay sao ta có chỉ quét đọc một con ông có sạch dần được lấy chi có này quét đâu mai mệt đông, tiệt hết đông, cái tâm dược đông, cái tâm tâu
đông ri chi phun đặng dùng sạch bọt quẹt chi cái lẽ nào phu phu no hai quay lại nè sao mà mày tụi hay em bọt quẹt hả thì hai quay lại sao mà mày tụi em chỉ bọt quẹt hai chị Paul đặng dùng sạch ai lo mà bằng sạch ai lo mà bằng út thằng này mày chỉ gấp chi tuôn Paul quanh ra sạch quay lên xuống gặp đồ bằng ăn con bằng ngô khát tất cả bằng đàn riêng sọc lẽ ngô chè áp nằm hay sọc cơn con bằng ni trước khi Đức Chúa Trời chọn chúng ta Ngài đã ban cho chúng ta là Chúa Giêsu. Mỗi người chúng ta tin nhận tiếp nhận Chúa Giêsu thì chúng ta trở nên người Đức Chúa Trời chọn và trở nên người thật cho Ngài. Mỗi hai cái lòng tương tư hai cái lòng ích là ở cực trình sai hay hả mà cực tư tư ở cực trình u may mà tư tư cực hẳn cực ích trình con với ơn mà không có tự nhiên như vậy, nhưng Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta trong Chúa Giêsu Christ để nhận chúng ta, để chúng ta trở nên là người Chúa Trời chọn. Thì nào ông nói ông nói hay sao anh kết nên hay mà đấy kết nào hay chinh phun bạc đu sách rồi hay chinh phun kết dương bạc mặt hoàng tao là hay chinh phun mô bạc đu sách đồ hay mình ông dương bạc mặt hoàng rồi đi tao bình trên mà phun mô chó chinh phun chó hay phun chó là lại mô chè tụi anh phun sao lại mô chè ba dương bạc phun mô chó mau bắn bằng kinh một sao trong lòng bằng kinh ba đồng mẫu bằng cái lòng cúp bắn coi tri cả đại nạn được bị trường thì là con một sao chỉ cần bằng đấy sập hạt su thành tập tuổi khét ba với hình sai ngày sau mình ra nhà mình nhét mình hết cả mồi hẹn gặp một sao được không thành bằng mô chả cái yếu chỉ hè chỉ cùng đang dùng sách anh hè kinh nào dùng ba mặt ngoài ra chỉ phun hè anh kíp nào anh kíp hay là đây cái gì chỉ phun cao quá chỉ nơm bằng rong hôn anh hay sao mà ngoài cũng là một sách hè chỉ phun cao quá chỉ bằng được một trang người rong hôn nó cái mà này tắt bằng anh còn chui bằng nó mà muốn làm cho mà còn bằng nấy một mặt rai giọt đó mau tài và lá kia nào ý mà ông nói đủ ba không mình nghiệp chúng ta trở nên một gia đình không phải gia đình thế gian này mà Đức Chúa Trời chọn chúng ta là một gia đình của Đức Chúa Trời, trở nên con trai con gái của Ngài. Làm sao chúng ta không tội lạc mà mùa hè mùa kia năm mùa hè là mà mà bữa hè mô là hè tập ní mà bạc đủ mà lẹt như nó như thế nào ta tạo là hai chim phung bạc đủ sách chim phung trọ quét chim phung bằng rong ngân mâm nào bằng là đủ thì tầm tô là chức là Chúa đã chọn chúng ta trở nên người thánh, trở nên người thánh là người thánh và rất yêu dấu của Ngài thì chúng ta trở nên người nữa như thế nào? Mong nào bằng đại hay ta là hai chữ phụ bằng đủ sạch thành phần nào đấy anh kết nuôi nấm mà bự anh kết nuôi nấm một lao dũ một lạc lao dũ lao dũ nên chỉ nào dựng ra mặc ngoài ra chỉ đóng ta là hai chữ phụ bằng đủ sạch anh này kết nuôi nấm tầm hè tiền hết cho hôm nào tiền hết là tức là gắn nào mòi lên chỉ nào sầu đó là mặc lấy trang bị trong đời sống thuộc linh cho mỗi người chúng ta là người Đức Chúa Trời chọn. Người mùa hè này mùa kia giáo hiệu cái đời sống thuộc linh ở trong hội thánh đó là hội thánh thờ phượng Đức Chúa Trời, cần mỗi người Đức Chúa Trời chọn cần phải có tấm lòng biết thương xót, mặc lấy sự nhân từ,
khiêm nhường, mềm mại và nhịn nhục. Nếu chúng ta là đi hội thánh vẫn có tương tượng với nhau, thờ phượng Chúa, làm sao chúng ta thoải mái để nói chuyện với cha mình sao này? Ta là hai hành dưỡng bác mặt rành đá lưu nông mẹ hồng hẹ kìa nào cả đạo lý chỉ mong hẹ kìa mà vương coi trì đạm bức hẹ mà nào hay là vầng hay là hẹn coi trì mà nào đạm bánh một kìa nào vì là tầm thần ít kìa nào một quét tầm mặt nạc xa là tầm sắc chân thế của ô thị ma công lòng nuôi mong phụ lạc nuôi quay tầm mắt hát tờ tạp bên là nị thì mà sẵn mong ơ bà lạc vơ Hồ Chí Minh vơ mong phụ bình ảo thì dù phụ ra ra cho nhìn mặt còn bao hơn là sao nhìn nị tôi nghĩ là sao chứ nó có ai kiếm thế nào kia tầm bằng kia chi gì là gì mà sao bao phải làm luôn mà cũng đây là một sao cũng qua rồi mày đi mà đó mắt một sao ta còn ôi ấy cũng nói qua rồi một sao còn là ở chỗ bao bự rít hè chỉ được cùng hai cái thứ năm coi mở nhưng bây giờ là coi mở hai cái thứ năm ba sáu là em cùng chó mặc lại ra nào đi kích dương ra mà làm đủ chỉ đi nào đi chìm hè ba mươi kia nào tới một lớp tầm được chỉ đi tầm hè là kia nào này một kia nào tiền hè chỉ đi kia tầm hè đông kia nào này một kia nào tiền bạc kia nào này đông một kia nào mòn này lẽ nào chút chia chứ đi một kia nào sổ hè nhưng bác một vài là hè mọt ít nào dừng lại chúng ta đến hội thánh sang là thờ phượng nhưng nếp sống thờ phượng chúng ta chưa hiểu anh hãy kết kể nào đi hiếm ba hè một cái tục đạo hè có lòng lạc hành hiếm ba và cái nào đi hiếm ba mặc rành ra hè một bạc hè chỉ phùng chót mặc rành ra hiếm ba mặc rành ra anh hãy kết đi hiếm ba mặc rành ra anh hãy kết ta mẹ kết như nằm giao yếu kết như nằm nằm tiên hết kết như nằm tư vấn kết như nằm mơ nên kia kia nào đi sâu nên chỉ nào phải là bị đa cực lại một trẻ